like the speed of sound. Team 1, The Bird. Vậy sao tôi chấp hai ạ? À? Ông kêu qua đây rồi. Sao sao? Bất sao vậy? Ông Razor qua bên kia đi, ông trong qua bên đội tôi nè. Qua kia kiểu gì? Đâu qua được đâu. Thôi, vô luôn đi. Vô đi, ra đi. Tội nha. Ông anh ấy người đẹp mặc bikini quậy mà quậy. Mình chấp hai luôn nha. Người đẹp bikini chấp hai. À, cuộc nổi dậy của những cô gái tóc dài. Dạ, yeah, cái này farm level. Đừng đứng quán, đừng bắn. Ôi đâu ra mày cụ lắm thế, có Trevor nữa nè. Ôi, cái gì Trevor, Michael một núi luôn à. Franklin nữa nè. Ui. Sao tàn súng lục không vậy? À, chết, tôi quên cho. Đừng bắn. Đừng bắn tôi. Vãi vắng bikini. Ôi, vãi Trevor. Bắt nhiều cái ai. Thông áp. Rồi, xong luôn. Bị kêu quốc luôn rồi. Né, zombie. Ừ, bắt mạng nó đi, thằng cấp 15. Sợ nó chết nhiều quá, nó thay mạng của ông á. Nó chết nhiều, nó spawn ông mình đâu được spawn nữa đâu. Ờ mà ông có cây minigun mà đúng không? Vậy khỏe rồi. Ừ. Đừng bắt nó. RPG này nọ. Tôi sợ tôi hết đạn, tôi chảy gì tôi chưa mua đạn mà nè. Hồi nãy mới mua nãy rồi, mua hết luôn. Này, thanh niên nghiêm túc. Bắn nhớ đội mũ hiểm nha ba. Không thôi nó bắn vỡ sọ đó. Bắn vỡ mũ bảo hiểm luôn. Phí mũ bảo hiểm. Dạ, phí mũ bảo hiểm, phí tiền. Hại chết hả? Kiếm chỗ nào nút coi, kiếm chỗ nào nút coi. Cái kiếm chỗ nào mà nó không bị bắn trước bắn sau á. Má chưa chơi cái map này bao giờ. Map này đường nào cũng chết đi trời. Xuống cái tầng hầm dưới đây nè. Có tầng hầm. Ôi, có tầng hầm à. Có tầng hầm dưới đây nè. Nó vô. Bắn phát là chết rồi, mấy này yếu lắm, một phát thôi. Thằng nào đang nút kế bên tôi nè. Ê, trời. Thằng nào bắn kìa. Sau lưng kìa. Trời trời, mấy cái web đầu nó nhẹ thôi. Còn mấy cái web sau nó mới kinh dị ba. Ừ, tranh thu kiếm chỗ trốn đi. À đây. Đi đây nè. À, nó nằm bạn. Thấy rồi, nằm vô. Chạy ra đó, nhảy xuống. Có cái lần hầm dưới đó. Chúng nó defend. Bữa tôi defend với mấy ông kia. Ôi, không nói ai đâu rồi. Mọi người cam một đầu. Ừ, lát nó cho máy bay vô à, bắn cái gì. Không biết gì. Đây có RPG, tôi có RPG. Đứng ngay nè. Tôi cũng có à. Ừ, hôm nay vào 70 mà mua RPG đi, hoặc là mua cái RPG gì, nó có dẫn đường á. Tôi mua sẵn cái dẫn đường. Quá đẹp. Wave 1. Quay khó quá, tốn mấy trăm viên đạn. 13 đứa. Zombie tràn vào, vơ lơ. Ủa sao cho súng lục vậy? Sao nãy không chỉnh cái gì vậy? Ông nội em không chỉnh. Tôi quên. Phải thử thách súng lục. Ôi, thằng nhỏ có dao. đạp vỡ mông luôn. Đạp vỡ mông quá thiệt. Đạp vỡ mông thì nhiên. Rồi nó bốc ông chết luôn kìa. Trevor. Ừ vậy. Oh shit. Phải Michael. Nó lại bốc một phát chết luôn rồi. Ok, nó vô tới. Ok. Đâu ta, hết đâu ta. Thôi quen bắn một viên là phải nạp đạn một lần. Ôi cái này first person bắn cũng bựa lắm á.
Quấn nó, người đẹp sống lên người đẹp, quấn nó luôn. Dường dường cho nữ giới phá đảo thấy ảo. What the fuck, you kidding me? Súng đã quèn rồi. Nguyên rượu cảnh sát, nguyên rượu cảnh sát. Nguyên rượu cảnh sát. Anh Hà, đừng bắn em nha. Em rất là cute và... Bắn cái loại hồng. Bắn cái loại loại bikini luôn á. Nguyên một bầy đây nè. Tôi nghe thì nhả cấp 15 chứ. Chưa vô mới vô mới nó mới vô là spectating luôn rồi. Hết hết mạng luôn cho mấy ông spawn luôn rồi trời. Ủa sao tôi giết được có 3 đứa vậy ta? Gì? Giờ vãi giờ dân chúng có súng nữa nè. Một phát ngay chim. Ôi. 19 trên 12 viên, hả? Sinh nhật luôn. Không liên quan nhưng mà tôi sinh ngày 19 tháng 12 và là thông áp, thông áp. Don't shoot me. Ba đứa vậy ta. Ai biết không? Chạy vòng vòng lên bắn nhỏ nhiều vô. Chào. Ôi, tôi chạy vòng vòng lát nó swat nó vô. What the fuck? À, tôi muốn leo lên quá. Leo lên trên bắn. Nó tôi chạy giống như là đang bay trên mặt đất vậy ba. Lăn ba vi bộ. Đây móc hàng ra nè. Fuck em nào lại gần. Hình như cái map trong single player của thằng Michael nó cũng có nhiệm vụ nó sẽ rút cái số 6 nòng ra bắn á, đúng bữa nội. Hình như cũng ngay tay luôn nè. Mà cái cảnh đó hình như là toàn ba cái gì ta. Ui. Ôi. Có toàn là gì alien đâu mà. À nhớ rồi, nhiệm vụ hút thuốc. Nhiệm vụ đúng bữa nội luôn ngay tại đây luôn nè. Nó hút cái quái gì á mà ra toàn như đâu không à. Way to heaven. Ê tôi có chỗ này hay lắm nè. Lại chỗ tôi nhỉ. Rồi tôi chết luôn rồi, mé chết tôi được. Nó cầm sáu nòng rồi chết. Tôi cầm súng lục rồi. Lại đánh tay luôn. Ôi vãi cầm súng. Đánh hết. Vỡ mông. Lấy súng gì bắn ghê. Ý xin lỗi, tôi tưởng là Michael mặc bikini và là... Ôi, nó tự đăng luôn rồi chết luôn rồi. Ôi, thằng này đang lăn vòng vòng rồi. Ôi! Anh Phan lên mạnh quá, chém cái măng nùng ra chết luôn. Quá thề. Rồi xong. Ủa? Ông cái đó hả? Winner. Winner. Yay. Ủa? Mình thua hả? Ừ. Ủa? Hai thằng thua. Vãi hai thằng thua thằng vãi rồi. Yeah. Vãi người cái biết cái lên chúng. Vãi người đẹp dẫn chúng kiểu như hoa hậu ấy. Cái này không được. Dislike. Bắt dislike thôi. Anh em vô xe bán hot dog nữa. Đâu để coi hot girl cái này. Nè tôi đang vô xe bán hot dog. Cute vừa. Cute vừa luôn. Đây mình ăn giết hết. Đó này. Này ảo. Ừ. Trời một mình nó chấp hết luôn. Cố lên. Vô. Nãy biết thế xuống hẳn rồi. Ừ, ảo quá. Nhờ có 360 độ em đã đẹp hơn. Ừ. Có điều là em vú sợ quá. Bắn cái này đúng giống chất dân chơi luôn á ba. Nữ giới mặc bikini cầm súng cứ như gangster vậy. Có điều nhu sệ đéo tin được. 10 cái hả? Tôi nhớ lúc có lần tôi chơi tới 20 cái luôn. Đây 20 cái chắc nhiều tiền lắm. Thật nhiều.
Chừng nào tụi nó ra đông á phải chạy xuống hầm. Hầm chú bom. Mấy hàng trên burger, mấy hàng trên máy bay bắn tên lửa, nó không bắn tên lửa, nó cầm súng, nó bắn súng. 10 năm trước game này đẹp nhỉ. Get the time trước đẹp hơn này. What the fuck, đông thế. Chắc lần sau tôi xuống hầm luôn cho rồi. Lại em gái trời, lần này nó mặc bikini luôn. Lộn, không phải, mặc giáp luôn. Cú te vợ lên. Ôi ôi rồi, xong. Chắc bữa nào tôi tạo nhân vật nữ luôn cho rồi. Cái này nhìn bữa. À. Rồi xong. Còn em gái. Mày giống như trong phim khoa học viễn tưởng nha bạn. Tôi lon. Hello. LFDD. Như phim. Bọc nhiều lắm. Bên đầu kia rồi. Cố lên người đẹp bikini. Cố lên. Một mình chống cho thế giới. Vài cái xác nó xuống rồi. Nó lên xuống rồi, nó xuống rồi. Ôi, đằng sau, dưới mặt nó đúng rồi. Bên đi, cả. Ủa đúng rồi, đúng rồi. Hú hồn. Trước mặt kìa, bên kìa. Đó, giờ lên cả báo đài luôn nè. Survival. Cái gì đây? Lên Google News. Việt Nam is gangster đang chống lại cảnh sát. Một mình chị chấp hết. Một mình chị chấp hết. Bởi chị là Kenny Sang. Giống y như thế. Dallas. Ôi chị móc à rocket lên luôn. Oh shit. I love you. Up mát. Bum. Không ra. Đột. Lóc luôn, lóc nó. Quất luôn chị. Quất luôn chị ơi. Quất đó. Nó cần những cái nó có cái gì lóc. Cũng mấy bạn né đạn nó lời rồi. Rồi xong thôi. Vỡ mông. Tới thằng cuối cùng Phèo. Luôn nè. Thằng chó luôn. Moving like the speed of sound.